chấp nhận nó lên trên là nó và thì lên trên mình còn xây thêm 50 phân nữa cơ mà. À, thế à? Thì nó đè lên nhau ấy. Để nó gánh cho nhau là được. Đấy mình quay ngang. Và lên đấy thì mình quay ngang cho nó gánh là được. Thế mình phải nâng lên thì nó bắt buộc phải xây. Với cái này nó bây giờ nó tường nó xấu quá như này rồi mà mình để thì nó lại chát chít nó cũng không được. Chát lại không được. Trông nó bẩn quá. Và coi như là mình bây giờ mình chỉ ăn bớt được cái móng thôi. Còn cái tường này thì coi như mình vẫn bị xây. Có cái bên này này, bên này nó xây mới tinh thì là cái còn ngon. Nó chắc chắn hơn một thôi. Và cái này là kiểu nó xây nó hai khớp. Khớp. Trước cái này nó là cái móng của cái lán ấy, xong nó cơi lên. Hoặc là cái nhà, cái tường cũ của bên này này. Đấy, cho nên là bên này nó mới có cái tường mới như này. Đấy. Bên này lại xây mới tinh. Và bên này chắc là cái tường cũ, đến lúc bán thì là chia cho cái phần tường cũ này. Thì là anh này chỉ có đổ cột dựa vào thôi. Tôi nhớ nhiều lần lắm rồi đi. Đúng rồi. Thì cái nhà bên này là hai ông bà mà. Vâng. Hai ông bà xong là chia nhau đấy. Có 8m8 thì là ông bà 5m3, ông 4m5 đấy. Thì hôm qua nói chuyện thì cái này là tập 2. Thế là cũng chia tay. Bà mua thì là bà lấy phần nhiều hơn. Nhưng mà cháu ấy cháu không mua trực tiếp, nó qua 4 năm đời rồi. Ông bà ấy... Ông bảo là cũng đến anh Huấn thì là chú thứ năm ấy. Vâng. Nên thôi thì tôi sợ là không dám mua. Vâng. Cha hôm qua là ở Vinh. À. Dòng cha Minh ở Vinh. Vâng. Tầm khoảng 50 rồi. Về Tiêu Viên không? Về Tiêu Viên. Thế ông ở Tiêu Viên à? Ừ, tôi ở Tiêu Viên. Tôi ngay cổng Đông Quý. À. Mấy ông Tiêu Viên trước làm nhà cháu ở nhà kia đấy. Ngay cổng Đông Quý. Hai ông ấy. Ông điện ông gọi hai ông làm được. Ôi ông khác công việc thì anh em đi làm với nhau đấy. Vâng. Hôm nọ bác Xuyên làm cho chú dân nhà ông. Đấy, chú tôi làm. Có rẻ nhông chi đấy. Ừ, chú tôi làm. Vâng. Thế là cho bảo thôi thế thì mượn bác ấy làm cho. Xong ở đây mà lúc đấy thì đất nhà Đạt bộ. Chả biết là có phải đất của nhà Đạt không? Qua đi thì đổ. Vâng. Thấy... Làm nhà to đấy. Đúng rồi, cái to. Chắc là tưởng là của nhà anh Đạt, là anh mua cả lô góc cả lô đấy. Không biết được của nhà anh Đạt thì anh ấy xây cái gì ở sẽ... Hay là ông bà ấy xây để ở, còn là cái trên này cho thuê hết. Có khi là ý là xây xuống đấy để ở với con cái. Nhưng vẫn ở riêng. Ý là cứ ở rồi sau này chết thì cho con cái, còn là cái trên này để cho thuê. Nói chung là nếu ông bà xuống đấy thì hợp lý. Tại vì là có một thằng xong này nó thoáng mát rộng rãi tội gì. Không, nhưng mà ông xa nhà thờ chưa chắc ông đã xuống. Hả? Xa nhà thờ chưa chắc ông đã xuống. Xa có một đoạn. Giờ ông ấy đang ở bên đây. Ban chùm mà. Ban chùm đấy. À. Nhà bác là cái nhà cấp 4 đi á? Không, nhà tôi bên trên cái nhà mái bằng đấy.
À. Nhà máy bằng giáp nhà ông Huy ấy. À, nhà máy bằng có cái nhà cấp 4 mà cổng nhà ông Quý ấy. Không, cái là nhà ông Triệu ấy, là nhà ông Hải. Mình thôi bên trên, nhà máy bằng có bên trên. Bên trên là đi ra bờ đê hay là về không, đi, trong này? Đi dở vào trong làng ấy. À. Dở vào trong làng. À cái ngõ bên trên luôn à? Ngay cái cổng nhà bà Thuyền ấy, thì bên trên. Vâng. Nhà cấp 4 đấy là nhà ông Triệu với nhà ông Hải. Vâng. Thì ông Quý thì ông ấy có một anh gì Hà Nội rồi. Giờ thì ông cũng ổn định rồi, ông bán. Vâng. Bán hàng trên ông giờ kiếm ăn được. Vâng.